Đã có bao giờ bạn tự hỏi tại sao các bé nhà mình tập đàn đều đặn mỗi ngày nhưng mà vẫn nhận được những lời phê như thế này hay là như thế này từ các giáo viên chưa? Giờ đây chúng ta đã có No Kid Online Tutor. Với sự cố vấn của thầy Phạm Kỳ Anh và dàn tutor nhiệt huyết, dày dặn kinh nghiệm giảng dạy gồm có cô Phương Như, cô Uyên Nhi và thầy Trường Hòa sẽ đánh bay nỗi lo của bạn bấy lâu nay. Khi tham gia chương trình này, phụ huynh chỉ cần dành ra một ít thời gian để quay lại video của bé khi tập đàn và gửi vào trong group. Các thầy cô sẽ đưa ra những lời nhận xét về phần hay cũng như những gì cần chỉnh sửa. Thêm vào đó, các tutor sẽ gửi kèm những clip nhạc bổ trợ có liên quan đến tác phẩm mà bé đang học để cho việc tập luyện tại nhà của bé có hiệu quả hơn. Sau hơn một tháng hoạt động của group No Kid Online Tutor, khảo sát cho thấy trên 83% học viên dành thời gian tập luyện nhiều hơn từ khi tham gia group và 100% phụ huynh đều cho biết rằng nhờ vào nhận xét của các giáo viên, phụ huynh có thể hướng dẫn và cùng con tập luyện đàn tốt hơn tại nhà. Và quan trọng hơn hết, chương trình này hoàn toàn miễn phí và được mở ra dành cho tất cả các học viên đang theo học tại No Kid. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không đăng ký No Kid Online Tutor ngay hôm nay? Đừng ngại khó, có thầy cô lo.